네. 그러면 다음은 뉴 반홍 겐민라모냐람빔첸 유튜브 린류민코테콰이 라이 북조춘와 중다 조겐과민홍뉴콩 토이 마이 지 노이 춘 지 노이 춘 도이 둥 독. 이거는 뉴스 발음 뉴 하면은 좀안될것 같아요. 뉴만 성현 반홍펜뉴 아니야 뉴 뉴 뉴 뉴뉴반홍펜 뉴뉴 네오 네우 네우 아아아 네 네우 아 네우 네우 반 홍펜 민라 모냐 람 빔첸 유튜브 다 모냐 람 빔첸 유튜브 하면 그냥 유튜버 얘기잖아요. 나는 유튜버예요. 예. 민라 모냐 네네네. 아, 오케이. 민라 모 유튜바. 유튜비. 민라. 오케이. 고태효 유튜비 들은 적 있어요. 민라 모 냐, 남, 빔, 젠 유튜비. 류, 민, 고태, 과일라이, 꼭, 조춘, 과, 중타, 또, 겐, 과, 민홍, 류인이야라지? 류 하면, 뜻, 뭘까요? 류는? 이거는 보통어는 예. 할수 있는지 아. 아, 그런 그러니까, 뜻이거든요. 예. 아. 혹시, 아. 있는지. 아, 그렇대요. 저기, 이렇게 해도 될까요? 이런 표현. 통하는지 궁금해서 그래서 류 사용해요. 오케이. 사용해도, 류. 오케이. 류. 오케이. 류 고테 안느 가이나이 폼? 이거 먹을 수 있어요? 라고 할 때. 류. 고테 휴. 류 민. 내가 고테 과일라이. 과일라이 라, 돌, 돌. 예, 과일라이. 돌아가다. 꼭, 조추엔. 꼭. 예. 중따 소켄 도 민통 네. 보테 바이라이 꼭꼭 조추엔 조추엔라 이야기 우리 이야기를 바이라이 꼭조한 이야기를 그 녹음해요 이야기 녹음할 수 있어요. 아자 좌영은 사용해도 돼요. 네네 조켄 바이라이. 겐과 민홍 네 나의 채널 깬 채널을 위해서 우리의 이야기를 와이라이 녹음할 수 있나요? 이렇게 된 거죠. 뉴홍 도이 마이 뉴홍 도이 마이 도이 마이 시 노이 츄엔 도이 궁덕 뉴 홍, 도이 마이 뉴 아니에요. 뉴이 아예 없어요. 그래서 이에오뉴 뉴 홍, 뉴 홍, 도이 마이 快买
Toy, à tôi gà này của Toy, Toy. À, À, nếu nếu không không thoải mái. à, ý nghĩa là gì? Nếu không thoải mái,불편하다면, 편치 않다면, thoải mái 맞아요. 가 편하다, 편하다. 그러니까 불편하면, 지 너희, 그냥 얘기만 해요. 지, 언니, 오직 너희 주엔, 너희 궁덕 얘기만 해도 됩니다. 아, 오케이, 오케이. 맞아요. 네네네. 알겠어요. 네, 맞아요. 네오 콩 토아이 마이 지 너이 주엔 더이 궁득 네지 아, 지 너이 주엔 더 더이 주엔 짧게 발음해요. 너이 주엔 너이 주엔 주엔 네 너이 주엔 너이 주엔 더이 궁득 토이 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 아아아 트트트 있잖아요. 아그 지금 이거는 있어요. 그래, 토이 토이 아니야. 토이 토이 아 토이 네이 너이 주엔 토이 공덕 있습니다. 뉴욕 토이 지 너의 주인 토이 공룡. 아네이 너이 주엔 토이 공덕 오케이 오케이 다음 거 할게요. 아, 홍사오 네오 반반 감은 반다 잔 토이잔 이런 대장 저도 나한테 시간을 내줘서 고맙습니다. 아 그래서 감은 반다 나 대장 저도 아 오케이 토이잔 저 토이 저 토이 네네 나를 위해 시간을 내줘서 고맙습니다. 이거 반 바쁘다예요? 당신 아니네요. 당신은 바쁘면 아, 이제 예. 아, 오케이. 아, 홍사오네요, 반반. 아, 만약 홍사오 바쁘지 않으면 홍사오는 뭐예요? 홍사오. 홍사오 네. 괜찮습니다. 아, 홍사오. 홍사오. 바쁘다면 괜찮아요. 오케이. 오케이. 네네네네. 홍사오. 홍사오, 뉴 반반. 봉사오 뉴 반반 봉사오 뉴 반반 검은 반다 잔 토이잔 쪼또이 감恩版 đã dành thời gian cho tôi. 검은 감 ơn 반다 版 đã 잔 dành thời gian cho토이잔 쪼또이 네 cũng 오케이 như okay, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho mình. Domin, okay. What thank you. 감사합니다. 난더 일단 내가 이거 공부한 다음에 연습 더 할게요. 네. 그 다음은 이제 좀 기네요. 반. 네. 자오 반. 민라 세라. 모주각 된두 한국 민당 깜빠 북극 나이 바 몽팀 투샘왜 문화 작품 풍류 능노이 당 땅권 반포 포항 하이무푼 홍 네 학산 학 오케이 Hàn Quốc. Một du khách đến từ Hàn Quốc. Mình là sao ra một du khách đến từ Hàn Quốc. Một điều khác đến từ Hàn Quốc. Nè. Mình đang khám phá khu vực này. Mình đang khám phá khu vực này. Mình đang khám phá khu vực này. Khám phá khu vực này khu vực này 네
muốn tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương. Và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương, Văn hóa địa phương. văn quý sao ra và văn hóa địa phương, địa Văn hóa địa phương. văn hóa địa phương. Cũng như những nơi đáng tham quan. Cũng như những nơi đáng tham quan. Cũng như những nơi đáng Tham quan. tham quan. Nè, những nơi đáng tham quan. Ý con xong cho nó là con xong cho thì sợ Nè. sợ rồi. Ok, đáng tham quan. Mà cô thì chẳng là nên cốt Nè nè nè, những nơi đáng tham quan. Văn phòng phóng hai mươi phút không? có khoảng 20 phút không? 20 phút, phút không? Phút. Có khoảng 20 phút không? Bạn có khoảng 20 phút không? Ok. Bạn lý có một kiểu. Chào bạn, mình là Sarah, một chữ khác, đến từ Hàn Quốc. Mình đang khám phá khu vực này và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương, cũng như những người đang tắm quản bán khổ khoảng 20 phút không? Rồi em nhé, thật ra mà khóc ok, rồi sau cho nên thì cảm ơn nào lên quầy rồi. Nè nè Chị cảm thấy thì cho nên thật ra phản gây á. nè nè Chào bạn, mình là Sarah, một du khách đến từ Hàn Quốc. Mình đang khám phá khu vực này và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương cũng như những nơi đáng tham quan. Có khoảng 20 phút không? Chào hả Sarah, mình là nè chị Paul phá rồi cái hạn vậy ạ. Chào bạn, mình là Sarah, một du khách đến từ Hàn Quốc. Mình đang khám phá khu vực này và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương cũng như những nơi đáng tham quan. Có khoảng 20 phút không? Chào bạn, mình là Sarah, một du khách đến từ Hàn Quốc. Mình đang khám phá khu vực này và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương, cùng những nơi đáng tham quan. Bạn có khoảng 20 phút không? Bạn có khoảng 20 phút không? Bạn có khoảng 20 phút không? Nè, không có hết phút kêu rồi. Nhồi kìa, tức tội. Mình có thể dành chút thời gian ở văn môn biệt lưu dịch. Thôi, mình có thể dành chút thời gian. Bạn muốn biết điều gì? Được thôi, mình có thể dành chút thời gian văn môn biệt lưu dịch. Ok, mình có thời gian, bạn muốn biết điều gì? Ok, mình có thể dành chút thời gian và muốn biết điều gì? Bạn muốn biết điều gì? Ý nghĩa là gì? Đó, đó는 뭘 알고 싶어요? Bạn muốn biết điều gì? Ok. 그러면 bạn cảm ơn bạn. Mình muốn nghe thêm về lịch sử khu vực này và có lẽ là một số địa điểm mà du khách phóng trường Việt
trên ngôi giá của một ngàn hoặc trải nghiệm văn hóa nào bằng đề xuất không? Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Được chưa? Nè. Yeah. Chưa? Yeah. Và thương. Cá gì cơ bộ theo? À, nè. Cảm ơn bạn. Mình muốn nghe thêm về lịch sử khu vực này. Và có lẽ là một số địa điểm ăn mà du khách không xuống tiền đến ngồi dạ có món ăn hoặc trải nghiệm văn hóa nào muốn hòa nào vấn đề soát không? Ừ, cảm ơn bạn. Mình muốn nghe thêm về lịch sử khu vực này và có lẽ là một số địa điểm ẩn mà du khách không thường biết đến. Ngoài ra, có món ăn hoặc trải nghiệm văn hóa nào ở đề xuất sống? Nè. Chỉ cần chọn chọn rộng nên cho dân chú rốt kẻ theo cô thông xà phát kê sẽ ngoài ý kê nên thân mong cháu chú xài ngoài nên đếm.아, 이거는 아마 AI 번역이라서 매끄럽지 않으니까 크게 상관하지 않아도 돼요. 왜냐면 나는 이거 외울 건 아니에요. 홍, 외우다, 팽뱃 뭐예요? 외우다, 암기하다, 외우다. 내가 외우진 않을 거예요. 이거 약간 그냥 끝만 알고 있으면 내가 표현할 수 있고, 이거 이렇게 물어보지는 않을 거예요. 왜냐면 나는 아마 우리가 말하는 거는 보통 구어체라고 하잖아요. 스포큰 랭귀지 말하는 거. 그래서 말은 완벽한 문장보다는 의미 전달이 더 중요하니까 그때그때 그때 발음만 잘 해서 잘 의사소통, 자오튜브 하려고 노력을 할 거예요. 너무 문장이 조금 이상한 거는 가르쳐 주세요. 하지만 너무 신경 쓰지 말아요. 내가 이거 외울 순 없어요. 홍태. 그냥 공부할 뿐이에요. 오케이. 네네네. 다시 읽어볼까요? 아, 참, 질문 있어요. 오이, 보통, 오이라 했는데, 북부 사람하고 남부 사람하고 발음 틀려요? 오이라, 이렇게 하는데. 아, 오이라? 네. 근데 북부 사람은 오이자 이렇게 발음하는 것 같아서 예를 들어 자뿌이라카빤 하면 아니면은 조장 있잖아요 로랑 명확하다 할때 조장 이러지 않아요? 명확해 신삭은 정답이다 이거. 명확하다, 조랑. 찐싹은 정답이다, 정답. 명확하다, 오케이. 찐싹 있지만, 이거 명확한 조장 있어요. 로랑, 조장. 아, 로랑. 근데 이거 로랑을 베트남 사람 조장, 이렇게 발음도 해요? 아, 그죠. 그러니까, 조장, 이렇게. 이거 다르죠. 오이라 이렇게 발음하는 사람도 있죠. 아, 예. 오이라로 발음해도 되고. 사투리 지방마다 발음도 좀 다를 것도 있어요. 아, 그러면 그냥 오이라 할게요. 감은 반 민몽에 댐베 릭수 구북나이 바 볼레 라 모소 자 띠아 Đêm ăn mà chưa khắc không xuống về tên ngồi là có món ăn hoặc trải nghiệm
văn hóa nào bạn đề xuất không? Con cho mình sao mà nhìn sao. Cái Cảm này. ơn. Nè. Cảm ơn bạn vì cái vô sớm. Cảm ơn bạn. Mình muốn nghe thêm về lịch sử. Mình muốn nghe thêm về lịch sử. Nghe, nghe. Nghe. Nghe thêm về lịch Nghe thêm về lịch sử. sử. Khu vực này. Khu vực này. Và có lẽ Và có lẽ là một số địa điểm ẩn là một số địa điểm ăn mà du khách thông thường biết đến. mà du khách không thường biết đến. Ngoài ra Ngoài ra có món ăn trải nghiệm. có món ăn hoặc trải nghiệm hoặc 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 Có hoặc món trải nghiệm văn hóa đề xuất không? có món ăn hoặc trải nghiệm văn hóa nào bạn đề xuất không? Trải nghiệm. Trải nghiệm tiếp sợ ok nuôi Đề xuất không? trải nghiệm văn hóa nào văn đề xuất không? Ok, ngồi kia một dòng nữ nói ít Đức Việt đến ồ đây là địa điểm giả phương là địa điểm là in for example yeru nên địa điểm đây là căn tổ à đây là căn tổ đây là con tổ đây là nê ăn ok Rồi ở nè phương chỉ bao nhiêu à địa phương ok nó là một địa điểm tuyệt vời cho những ai quan tâm đến lịch sử còn về môn án và nên chú Punta Hà Nội mô ngàn dạ rồi. Punta Hà Nội này anh bảo ý có chia sẻ Một trong những nơi ít được biết đến ở đây là địa điểm địa phương cho con chia sẻ. nè Nó là địa điểm tuyệt vời cho những ai quan tâm đến lịch sử. Còn về món ăn địa phương, bún chả. Còn ok lịch sử bạn nên ăn thử bún chả. nè 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 món ăn địa phương siêu cũng xịt ,이거잖아요 nè nè ok một trong những nội ít đức về tên ô đây là địa phương nó là một địa điểm tuyệt vời cho những ai quan tâm đến lịch sử còn về môn án bên nên cứ môn án giả cung ok tuyệt vời nè 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 내가 조금 떨어져 있어서 그랬어요 네 오케이 한번더 할까요 오케이 okay. 뭐좀눈너잇 Đức Việt đến ô đài là địa điểm địa phương nó là một địa điểm tuyệt vời cho những ai quan tâm đến lịch sử còn về môn án bạn nên tu môn án địa phương ok nè 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 bạn nhé tắt tuyết nhé tắt tuyết nhé ta tuyết nhé ta tuyết mình đã muốn nhé ta tuyết mình đã muốn từ muốn muốn à địa phương lội lội ,이것도 lội chơi 비슷하죠 lội lội ăn lội Sao trái một phản ứng tôi sợ. à kêu lội lội lội
sông Đan chẳng có xó sợ. Ok, lỗi. Nếu 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 bạn không phiền, mình là YouTuber và muốn quay lại một fan phúc trò chuyện của chúng ta. Nhưng chỉ nếu bạn cảm thấy thoải mái. Ok. Nghe thật tuyệt. Mình đã muốn thử một món ăn địa phương rồi. À, nếu bạn không phiền, mình là YouTuber và mình muốn quay lại một phần cuộc trò chuyện của chúng ta. Nhưng chỉ nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nè, nhé thật tuyệt, mình đã muốn thử một món ăn địa phương rồi. Nếu bạn không biết, mình là YouTuber và muốn quay lại một fan cook chỗ trend của chúng ta. Nhưng chỉ nếu bạn cảm thấy thoải mái. Ok. Ok, không sao đâu. Mình không chen Tốt thật là tốt quá. không không à không sao đâu. Ok, không sao đâu, mình không tiện. Không À, không sao đâu, mình không phiền. không sao đâu, ý nghĩa là gì? Không sao đâu, quyền chân sư mít à, cả không sao thì sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, quyền chân sư mít à. Mình không tiện, mình đánh 불편하지 않아요? 네, 아마는 포도는 자연스럽게 더하면은 mình không thấy phiền, mình không cảm thấy phiền. mình không cảm thấy phiền.괜찮아요, Mình không cảm 괜찮아요. thấy phiền, không 괜찮아요. không cảm thấy phiền. 불편함 느끼지 않아요. 오케이. 그냥 không sao đâu. Mình không cảm thấy phiền. không thấy phiền, không cảm thấy phiền, Công thân thay phiền. Ok. Công can thay phiền. Công can cam cam cam. Công cam thay phiền. Cảm ơn. Nikita, Nikita. Cảm ơn. On jota. Mata. Nè. Ok. Tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Mình chắc quý kỳ có thể chia sẻ chú này. Bồi cảm giác của mình. Nếu bạn không viện, rồi mình hỏi làm thế nào mà bạn biết nhiều về khu vực này, vậy bạn có phải là ngôi quốc ổ dài không? Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Mình rất vui khi có thể chia sẻ điều này với khán giả của mình. Nếu bạn không phiền cho mình hỏi, làm thế nào mà bạn biết nhiều về khu vực này vậy? Bạn có phải là người gốc ở đây không? Bạn có phải là người khóc ở đây không? Bạn có phải Gốc bạn còn nhỉ? gốc gốc Gốc. ngồi gốc Gốc. gốc gốc À. bạn có phải là ý có tức bộ bạn có phải là người khóc ở đây không? Yogi Quý nhà nào? hả? Quý nhà sơn nên. Quý minh nhà sơn nên. Do kia khó kia cứ chỉ bằng lên. Theo nào cô. Rồi sao sống ra hà nên xa ra miều. Cứ thế sao người gốc ở đây. Ở đây không? 그러면 당신은 혹 phải là người 여기가 고향인가요? 이거예요? 고향 해도 돼요. 아마 그것보다 운민? 의미. 네. 원주민. 운주민. 뱅 고파이 라 ngồi cốc ở đây không? 네, 고 테유. 한번더 얘기해 볼게요. 투에 보이 까먼 반 민자 뿌이 기 고테 자세 주나이 보이 칸 디아 꾸어민 네오 방 콩펜 조민 호이 람테나오 마반 biết nhiều về khu vực này vậy, bạn có phải là ngồi khóc ở đây không? À,
Rồi cảm ơn bạn. Thật chân thì bạn muốn chăng nào nó sợ ít không sẽ. Tuyệt vời, Ok. cảm ơn bạn. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Tôi muốn cho ít không sợ thả ra ít kinh lệ. Mình chặt vui khi có thể trả xe chuỗi này vui thân gia của mình. Điều gì? Điều này. Ừ, đi. Điều này nè. Mình rất vui khi có thể chia sẻ điều này với khán giả của mình. Mình rất vui khi có thể trả xe chú này với khán giả của mình. Ừ, rồi, thơm mẹ. Nếu bạn không phiền, cho mình hỏi làm thế nào mà bạn biết như về khu vực này vậy? Ừ, ý con muốn chăn thuyền, chăn sự mì đặc. Ừ, Nè, sợ nè. chạy cả thơ, được mùa thơ mẹ. Nè, nè. À, bạn có phải là ngồi khóc ô đại không? Góc, góc. Gốc là gì ạ? Ô, ô, Nè, ô. ô, góc, góc. Ở gốc, À, gốc. bạn có phải là ngồi góc ở đại không? Nè, à, nuôi kia. Đừng vậy, mình đã sống ở đại số. Đôi và gia đình mình đã sống ở khu vực này qua như thế hệ. Vì vậy, mình luôn đam mê chia sẻ câu chuyện của nó. Đúng vậy, đúng vậy anh ạ, đúng vậy. Đứng vậy, đứng vậy, đứng, à, đứng vậy, 그래요, 맞아요, 이거예요, đứng vậy, Chào. đứng vậy, đứng, đứng, đúng, 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 đúng vậy, đúng vậy, nè, Đúng vậy. đứng vậy, nè, đứng vậy, mình đã xong ở đây suốt. Đôi và gia đình mình đã sống ở khu vực này qua nhiều thế hệ. Không được nè. Vì mày mình luôn tầm mẹ trả xe cậu xuyên của nó. Hanbon 읽어봐 주세요. 내가 좀 들어보여. Đúng vậy, mình đã sống ở đây suốt đời và gia đình mình đã sống ở khu vực này qua nhiều thế hệ. Vì vậy, mình luôn đam mê chia sẻ câu chuyện của nó. Đúng vậy, mình đã sống ở đây suốt, 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 maybe. Ừ, suốt bao giờ? Suốt tôi in nhà là chứ? Suốt tôi, Suốt đời, suốt đời à nhỉ mẹ? Suốt đời. suốt tôi. Cứ xin một. Cứ, Suốt đời nên thì có nên chia nào rồi sao à các thứ chia nào suốt đời chung ý sáng hạn có cả thầy Ok. Xong rồi đây, gia dục. Ok, passive. à. Và gia đình, mình đã sống ở khu vực này qua nhiều thế hệ. Vì vậy, mình luôn tham gia chia sẻ câu chuyện của nó. Iko 이야기를 공유해서, 내가, 되게 많은 사람들이 알게 해줄 거예요. 여기과. 아니, 아니, 뜻, 동배, 맞아요. 나는 여기 살았어요. 가족들하고, 여기 지역에 내가 때해 오랜동안 있어요. 우리, 그러니까, 맞아요. 여기 저는 어린 때부터는 살았었고, 이거는 어린 세, 동 mình đã sống ở đây, 태어났을 때부터 mình đã sống ở đây từ khi sinh ra, hay mới sao đúng? Sống ở đây từ khi sinh ra, 태어났을 때, 가족들과 같이 살고 있어요. 이 지역 네네네. 있잖아, 과 nhiều 세 해, 세 예. 오케이. 예. 과뉴 대해 대해라 세 세. 아, 위 그래서 바이민 나는 항상 세대야. 아 세대 세대. 네네. 아 세대 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 한국말. 예, 네, 세대, 많은 세대를 걸쳐서
관유 대해 세대에 걸쳐서 고태유 이 지역에 살아요 살았어요. 그래서 나는 항상 매자 세 가우스엔 관어 이거의 이야기를 들었어요. 다음에 네만 탓 네네네 타투엣보이 탁칸라 깜짝투엣보이 기고 수켓노이 사우삭 보이 쿠북날 민몽 베템 왜 각마 번화 작품 나 타이 타이 도이 헤오 도이산 수 타이 도이론 냐 마 반다 타이 라지 Tuyệt vời, chắc hẳn là cảm giác tuyệt vời khi có sự kết nối sâu sắc với khu vực này. Mình muốn biết thêm về cách mà văn hóa địa phương đã thay đổi theo thời gian. Sự thay đổi lớn nhất mà bạn đã thấy là gì?네, 짧게 해볼게요. 핫토이보이, 네, 이거 좋아요. 착한, 이거, 라, 깜짝, 토이보이, 이, 고수, 캣노이, 사우, 삭보이, 쿠북, 나이, 이 지역에, 사우, 삭, 노이, 사우, 삭, 이냐라죠? 연관하다. 깊게 연관되는 것 오케이, 수. 연관되면 되는 거라서 아주 깜짝, 12, 아주 좋아요? 깜짝? 네네네네, 깜짝. 좋게 느껴져요. 좋아요. 훌륭해요, 훌륭해요. 원더풀. 그레이트, 훌륭해요. 문몽 베담 바 각마 원화 작품다 타이도이 테오 도이잔 나는 알고 싶어요 데마 그거 문화 작품다 타이도이 테오 도이잔 또 도이잔라 시간을 따라서 맞아, 시간에 따라서 타이도이 변경하다. 뭐하다요? 전 변경. 시간에 따라서 변경하는 지역의 문화에 관해서 문화의 방법, 변화 방법에 대해서 알고 싶어요. 그럼 지방 문화 변경 시간에 따라서 지방 문화 변경되는 법 안고 싶다. 안고 싶다. 문화의 역사적 흐름을 알고 싶다 이런 의미였대요. 수 타이도론 냐 마 반다 타이 라지 아수 타이 도론 수 타이도이 라 타이도 라 아까 타이도이가 변화하다 이잖아요. 그러니까 sự thay đổi miếng sai còn công ạ à, phá cô ạ sự thay đổi miếng sai ạ thay đổi nên thống sai ạ chỉ cần nên miếng sai ở đó thành công an nhé sự큰 ghế à thế sao아주 큰 변화가 마반 당신은 나 따이라지 어떤 게 있어요? 무엇이 큰 변화라고 생각해요? 맞아요? 다시 말씀해 주세요. 무엇이 큰 변화라고 생각하나요? 뭐지? 러면 제일 큰 변경, 제일 큰 변화? 라고 생각 변화인가요? 아까 봤던 제일 큰 변화? 그러니까 뭐라고요? 뭐십니까? 수다이더 런 야, 마반다 따이라지 오케이 네네네 끝난 것 같아요. 시간 채웠어요. 저요, 저 아, 있어. 네. 오케이 고마워요 그러면 내일 여기 뉴 내가 요거 파란색으로 표시해 놓을 테니까
아, 파란색으로 표시하는 데부터 다시 하면 돼요. 내가 얘기해 줄게요. 아, 네, 알겠습니다. 네. 아, 오늘 그 공부 아주 아주 나한테 도움이 많이 됐어요. 고마워요. 오케이, 오케이. 홈나이. 아, 혹탑 라 관종. 아, 쭉, 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 쭉. 아, 돈얏. 아, 컴온. 오케이. 자, 땀삐에. 네. 오케이, 빠빠이, 땀삐에. 네, 수고했어요. 네.